Dân tộc thống nhất Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 1930, ngày 18 tháng 11 năm 2022. Hôm nay thôn Bản Tát phối hợp với các tổ chức thôn bản long trọng tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng ngày đại đoàn kết ở khu dân cư. Tới dự và chung vui với đêm giao lưu văn nghệ của chúng ta đêm nay xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Triệu Phúc Phương, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng đồng chí Hà Thị Xuyên, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, chủ tịch mặt trận tổ quốc xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng các đồng chí công chức xã, công an xã. Hơn nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng bí thư chi bộ trưởng thôn, trưởng ban tổ chức chính trị xã hội thôn Bản Tát và bí thư chi bộ trưởng thôn các thôn trên địa bàn xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tới dự với đêm giao lưu văn nghệ của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay còn có đồng chí Hoàng Văn Đoan, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Chi Phú. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đội văn nghệ của các đơn vị đến tham gia giao lưu gồm thôn Tông Trang, xã Vinh Quang, Bó Củng, thôn Bó Củng Kim Quang, Đèo Lang, xã Kim Bình, thôn Lăng Quang, Nà Lại, Bản Tù, xã Chi Phú và các tiết mục của các xã Bình Nhân, Kiên Đài và Linh Phú. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, và mở đầu cho chương trình đêm giao lưu văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay, sau đây trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể quý bà con chúng ta hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để cùng đến với tiết mục múa đầu tiên Những Cô Gái Dao do đơn vị Bản Tát thể hiện. Trân trọng kính mời quý vị và toàn thể bà con chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.